Được rồi, mang đi đi. Anh mắt kính, ông chú mù cũng tới sao? Chào ông Âu đi. Chào ông chú Âu. Có thể bắt đầu chưa? Bất cứ lúc nào. Nhưng tôi cần một người giúp tôi. Mục Thanh, cậu làm đi. Các anh tránh ra hết đi. Những món này chính là toàn bộ nguyên liệu điều chế u mộng. Có vậy thôi sao? Phải đó. Anh Châu, anh không cần tôi lấy giúp những vật khác sao? Để cho tôi một chiếc cốc đốt đi. Ông, điều chế u mộng không cần dùng tới thứ đó. Thậm chí không cần đeo mặt nạ chống độc. Người bình thường chưa từng tiếp xúc với sản phẩm hóa chất, dùng công cụ ở trong nhà bếp có thể điều chế ra u mộng. Sao? Lợi hại lắm đúng không? Phải rồi, lấy cho tôi một ly nước tinh khiết. Những nguyên liệu này đều không bị phát hiện khi qua các chốt kiểm tra an ninh từ nước ngoài tới chân cảng. Nói như vậy thì trong phạm vi toàn thế giới, phía cảnh sát của bất cứ quốc gia nào đều không nắm rõ những nguyên liệu này. Cho nên căn bản họ không biết đây là cái gì. Mục Thành, có muốn thử không? Ngọt lắm. Cái này thì không cần đâu. Mọi người hãy nhìn kỹ. Một nguyên liệu như vậy có thể điều chế 30 gram u mộng. Được rồi, màn trình diễn kết thúc. Đây chính là u mộng. Xong rồi sao? Nếu ông không tin, tìm người tới thử đi. Ai thử? Cậu thử đi. Anh Nam, anh Nam, anh Nam, đừng mà. Đừng mà, buông tôi ra. Đừng động vào tôi. Tôi muốn nhảy. Tôi muốn nhảy. Ông, nhìn thấy rồi chưa? Chưa tới 30 giây, người như đang bay vậy đó. Đây chính là sự hấp dẫn của u mộng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thật sự rất khó mà tin u mộng này lại có sức mạnh to lớn như vậy. Cậu Châu, cho chúng ta về nhà bàn bạc kỹ lại đi. Được. Có báo cáo của phòng thí nghiệm G3307 u mộng. Một biến chủng của ma túy đá, có khả năng thâm nhập gây nghẽn mạch máu não mạnh hơn, gây nghiện hơn. Hơn nữa rất dễ dàng điều chế. Chỉ cần cho những thành phần khác nhau theo đúng tỷ lệ hòa vào nước tinh khiết là có thể xảy ra phản ứng hóa học. Sau khi xảy ra phản ứng thì chỉ cần thông qua các cách lọc đơn giản là có thể chiết xuất những sản phẩm có độ tinh khiết rất cao. U mộng chẳng phải là quái vật hay sao? Tôi tận mắt chứng kiến. Không tới 30 giây, cả người như là bị điên gì đó. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, tôi chưa từng nhìn thấy có loại ma túy nào mạnh mẽ như vậy. Nếu loại ma túy này bị phân tán trên diện rộng ở Trung Quốc, vậy thì nguy to rồi. Nói rất đúng. Loại ma túy mới này, thành phần của nó rất đơn giản, hoàn toàn không để lại dấu vết. Hơn nữa, tính ý lại mạnh mẽ, cách cai nghiện truyền thống hoàn toàn không có tác dụng.
Người vừa đi, hai đứa đã thấy lạ rồi. Theo lý mà nói, chuyện làm ăn đã bàn tới mức này thì U Linh nên liên lạc với con từ lâu. Nhưng giờ thì sao? Đã qua 20 mấy tiếng mà chẳng có tin tức nào cả. Chẳng phải vậy con mới nghi ngờ sao? Khả Hân, nếu bàn về chuyện làm ăn, kinh nghiệm của con còn non lắm. Nếu bố là U Linh, bố sẽ dây dưa nhào nắn thêm từ mức giá hiện có với con, kéo dài thêm một lúc nữa với con, rồi đợi đến khi con sốt ruột thì bố lại có quyền chủ động tăng giá một lần nữa. Càng vào thời điểm này, con càng phải đứng vững. Dù là như vậy, nhưng đến giờ phút quan trọng này, chúng ta vẫn không thể lơ là, thiếu cảnh giác. Hơn nữa, biết trước khi nào U Linh đến nhân cản, chúng ta cũng sẽ có thể chuẩn bị sớm hơn. Không thể để xảy ra sơ suất trước mặt U Linh lần thứ hai nữa. Được thôi, cứ làm theo lời hai đứa nói đi. Suy cho cùng, mối làm ăn này cũng là do hai đứa tiếp nhận. Bố sẽ giao hết toàn bộ quyền quyết định cho hai đứa. Tối nay bố sẽ liên lạc với U Linh, quyết định việc này càng sớm càng tốt. Như vậy cũng có thể bớt được gánh nặng trong lòng. Chú mắt kính, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Sáng hôm nay anh vừa đi thì chú mắt kính lại đến, còn đợi anh cả buổi trời. Chú mắt kính, sao chú lại ở đây? Mục Thanh, tôi đợi cậu rất lâu rồi. Chú mắt kính, chú đợi tôi làm gì chứ? Thực ra là có chút chuyện. Nhưng mà bây giờ đã đến giờ cơm rồi. Mục Thanh Nhược Sơn, có thể nể mặt một chút, ăn một bữa cơm với chú mắt kính không? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện trên bàn ăn. Chú mắt kính, hay là như thế này, nếu chú không chê thì tôi sẽ đặt đồ ăn ngoài, chúng ta cứ ăn ở nhà là được rồi. Không cần đâu, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn. Đi đâu vậy? Đừng căng thẳng. Nếu tôi muốn hại hai cậu, tôi đã không đích thân ra mặt rồi, đúng không? Không phải ý đó. Nếu chú mắt kính đã có chuyện cần bàn, vậy thì chúng ta cũng đừng đứng đây đâm chọc nữa. Chú mắt kính dẫn đường đi. Được, mời. Hai cậu, mời lên xe. Không cần đâu chú mắt kính, chúng tôi tự mình lái xe theo sao? Chú lái chậm chút nhé. Vậy cũng được, lát nữa gặp. Lát nữa gặp. Đi thôi. Tôi thấy hơi khó hiểu rồi đây. Anh nói xem, ông già này mấy ngày trước còn muốn khiến hai ta chết, hôm nay lại mời chúng ta ăn cơm. Chẳng biết ông ta bán thuốc gì nữa. Mặc kệ là thuốc gì, chúng ta cứ uống vào là được. Thuốc độc thì sao? Thuốc độc anh cũng uống à? Nếu thực sự là thuốc độc, vậy càng phải thử xem nó có vị gì. Đúng là không sợ chết mà. Hai cậu, chỗ này rất tuyệt phải không? Phong cảnh chiều lòng người. Chú mắt kính, chú có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Mục Thanh à, trước đây tôi luôn nghi ngờ cậu là tay trong, nên đã dùng rất nhiều thủ đoạn đặc biệt. Bây giờ nghĩ lại, tôi đã làm sai, quá đáng quá. Hai cậu, tôi kính hai cậu một ly. Tạm thời cứ lựa ông ấy trước đã. Nhưng mà với tính cách của ông ấy,
chắc chắn sẽ cử người đến tìm chúng ta, cho nên thời gian của chúng ta có hạn. Nào, cô cũng xem đi. Cái này là tư liệu Vinh Diệu gửi cho tôi trước khi xuất phát. Matsumoto Fumikazu, 44 tuổi, còn lại Trung Quốc và nước R. Ông ta là thủ lĩnh của tổ chức mafia nước R. Bề ngoài, ông ta là ông chủ của tổ chức Matsumoto, nhưng thực tế là đại ca đời thứ tư của tổ chức Thiên Đạo ở nước R. Người này thủ đoạn thâm hiểm, tính tình nóng nảy, rất thông minh nhưng cũng rất cảnh giác. Dưới sự lãnh đạo của ông ta, cả tập đoàn rất đoàn kết. Đây cũng là lý do tại sao cảnh sát nước R vẫn mãi không thể làm gì họ. Con người này, Lý Thiên Long, người gốc Hoa, là tay sai số 1 của Matsumoto. Rất nhiều chuyện xấu xa đều là hắn làm giúp Matsumoto. Nếu là như vậy, tại sao hắn có thể ung dung ngoài dòng pháp luật? Điều này chính là điểm ghê gớm của Matsumoto. Dưới sự chỉ huy của ông ta, Lý Thiên Long này đã làm rất nhiều chuyện phạm pháp, nhưng cảnh sát nước R không nắm được bất kỳ điểm sơ hở nào của họ. Hơn nữa, Matsumoto này có một nhóm đàn em trung thành, đều có thể chịu tội thay ông ta. Ở nước R có một kiểu văn hóa như thế này, chịu tội thay đại ca đều có thể được khen ngợi, sau khi ra tù có thể đạt được chức vị cao hơn. Vì vậy, muốn bắt Matsumoto không dễ chút nào. Vừa nãy cục trưởng Dương gọi cho tôi, cảnh sát nước R sẽ dốc hết sức phối hợp với lần hành động truy bắt Âu Linh Xuyên quốc gia này. Tôi đã bảo Châu Sương Hạo tiết lộ tin tức hai đại diện của tổ chức Khay đã đến nước R. Châu Linh biết rồi. U Linh biết được tin tức này sẽ phản ứng như thế nào đây? Chờ giá cao, chắc chắn tên U Linh này muốn nhìn thấy tổ chức Khay và Matsumoto đấu nhau một mất một còn để tranh giành quyền đại lý nguyên liệu ma túy kiểu mới. Đúng, ông ta muốn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng hiện tại tên U Linh này đã đến nước R hay chưa, có gặp Matsumoto hay chưa thì chưa rõ. Vì thế bây giờ chúng ta không được hành động tùy tiện. Cậu thông báo cho hai người họ chờ lệnh tại chỗ, đợi cảnh sát nước R tra rõ tình hình xong mới lập kế hoạch hành động bước tiếp theo. Rõ. Đội trưởng Vinh, đội trưởng Vinh, sao rồi? Tình hình bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Nội gián của chúng ta đang đợi lệnh ở nước R. Bây giờ chúng ta chỉ có thể làm một số công tác phối hợp. Hay là hai người các cậu về nghỉ ngơi trước đi. Đội trưởng Vinh, tôi không sao. Tiếu Tiếu vừa làm phẫu thuật xong, cần người chăm sóc. Cậu nên về bên con bé nhiều hơn. Có người ở quê lên rồi, có thể giúp chăm sóc Tiếu Tiếu. Thời gian trước mọi người vì Tiếu Tiếu mà đã bận rộn chết đi được. Nhất là Nhất Manh, lo trước lo sau không ít. Cảm ơn Nhất Manh. Anh Trịnh, anh khách sáo làm gì chứ? Thời điểm đặc biệt, anh vẫn nên quay về trước đi. Anh nói với Tiếu Tiếu, đợi mọi người bận nốt thời gian này, sẽ đến thăm con bé. Thế này đi, đợi Tiếu Tiếu xuất viện, tôi sẽ mời tất cả mọi người đàng hoàng. Được. Hay là thế này, tôi với anh Triệu, Trịnh Kha, ba người chúng tôi trông chừng ở đây. Sắp bắt được U Linh rồi, anh bảo tôi về nhà, trong lòng tôi không thấy an tâm. Nhất Manh, cô về nghỉ ngơi đi. Vậy sao được? Tôi phải ở lại với mọi người. Ở lại với đội trưởng Vinh, có đúng không? Vậy được thôi. Mọi người vất vả rồi. Vậy tranh thủ thời gian liên hệ với nước R, tìm kiếm thông tin có ích. Vừa rồi không phải nói nghỉ ngơi sao? Tranh thủ thời gian. Bố nuôi, không phải bố đã bỏ thuốc nhiều năm rồi sao? Sao lại hút thuốc nữa? Tình hình nước R như thế nào rồi? Con vừa nói chuyện điện thoại với Mục Thanh xong, trước mắt mọi chuyện đều thuận lợi. Sếp Lê, vừa nãy người vận chuyển nguyên liệu thông báo rằng ngừng cung cấp hàng cho chúng ta. Vì sao? Họ không nói. Tôi biết rồi.
Sao thế? Rồi đi. Đội trưởng Vinh, bị mất tín hiệu rồi. Xảy ra chuyện gì? Không rõ. Đội trưởng Vinh, nhận được thông tin xác nhận từ cảnh sát nước R, U Linh và Matsumoto bị bắt rồi, nhưng không tìm thấy gián điệp của chúng ta ở hiện trường. Cục trưởng Lưu, tôi muốn xin anh và Cục trưởng Dương lập tức đi nước R.